Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Lời sau cùng gửi lại. Quý vị thân mến, sau mỗi vụ án, tôi thường để tâm tới lời nói sau cùng của bị cáo trước tòa. Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, là lúc con người ta có thể nói những điều thật lòng nhất, trắc ẩn nhất. Những tâm tư khi đứng giữa hai ranh giới khác biệt. Những tâm tư khi đứng giữa hai ranh giới khác biệt. Sau lời nói này, tòa nghị án và một bản án sẽ được tuyên. Bản án đưa bị cáo tới những tháng ngày, hơn nghìn thu ở ngoài. Bản án khép lại những năm tháng trên ghế quyền lực, danh vọng. Và điều sâu xa, lời nói sau cùng của bị cáo đâu chỉ có ý nghĩa với những người tham dự lắng nghe lúc đó. Lời sau cùng là bởi kết thúc lời nói ấy, một bản án sẽ được tuyên, cánh cổng ngoài đời tạm khép lại, cánh cổng trại giam mở ra. Pháp luật tố tụng hình sự quy định, bị cáo được nói lời sau cùng trước tòa, sau khi kết thúc tranh tụng. Điều này thể hiện tính nhân đạo của pháp luật là lúc sự chân thật, sự hối lỗi thể hiện với những khoảnh khắc xúc động. Tôi không nghĩ rằng lời sau cùng chỉ là sự bộc bạch giải bày của bị cáo hay chỉ để những người theo dõi phiên tòa nghe cho biết. Thực sự, đằng sau mỗi vụ án, đằng sau hành vi phạm tội và sự trừng phạt của pháp luật, đó là ý nghĩa cảnh tỉnh, thức tỉnh sâu xa, lời nói của một người mà có ý nghĩa thức tỉnh muôn người, thức tỉnh cho những ai đang đi trên con đường ấy, ngồi trên danh vọng và quyền lực, hãy biết tu chỉnh để ngẫm, để nghĩ chính bản thân mình. Đừng phạm vào lối ngược đường như bị cáo đã phạm phải. Những lời sau cùng để lại cho người đời nhiều suy ngẫm, nhiều trăn trở về quan trường, danh vọng, về thế sự cuộc sống. Làm quan, người ta có thể bị hoa mắt, bị mù quáng bởi những cám dỗ thường trực về tiền bạc, về tham vọng quyền lực, về những thứ đua chen, hơn thiệt vì sự bao phủ của chủ nghĩa cá nhân. Nhưng hôm nay đây, trước công đường, trước pháp luật, những bị cáo bị tước bỏ hết danh vọng, quyền lực, phải trả giá cho hành vi phạm tội, thì lời sau cùng để lại là sự trăn trở, cả những xót xa ân hận và nỗi niềm hướng về gia đình, tổ ấm chốn quê. Chiều muộn ngày đầu hè năm 2022, phiên xét xử sơ thẩm nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế kết thúc phần tranh tụng. Trước khi vào nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng. Đối với tôi, cả đời phấn đấu, rất ý thức về ngành dược, là ngành cấp phép rất nhạy cảm, rất tự rèn mình, ý thức mình nhưng có chuyện này xảy ra, dẫn đến hôm nay đứng ở vòng lao lý. Đấy là nỗi mất mát rất lớn, to lớn nhất không có gì so được. Vì vậy, xin quý tòa xem xét mọi khía cạnh, điều kiện sao cho tôi có mức án không mang thêm nỗi đau khổ cho tôi, gia đình tôi. Cựu thứ trưởng giọng chậm lại, đoạn ngước nhìn lên chủ tọa phiên tòa, ánh mắt tư lự. Câu nói, mong mức án không mang thêm đau khổ, sau đó lan tràn trên mặt báo, mạng xã hội. Có người đọc với ý mỉa mai, cười trừ, nhưng cũng có người đọc lời bị cáo mà như thắt lại, như ai đó cứa sâu vào lòng mình. Để không mang thêm đau khổ, bị cáo khẩn cầu trước tòa, trước công chúng. Đó là ý nghĩ mong mỏi rất thật, rất con người. Và tôi hiểu, lời nói ấy lan tỏa đâu chỉ với những người tham dự phiên tòa hôm ấy, mà rộng lắm, đến với bất cứ ai trốn quan trường, để có cuộc sống yên ổn, để không mang thêm đau khổ thì phải hành động như thế nào, sống và làm việc ra sao. Lại nhớ mấy năm trước, khi các bị cáo trong vụ án Mobifone của AVG nói lời sau cùng, khi đó cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đối diện án phạt tử hình, theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Lịch sử tố tụng cho thấy, án phạt tù giam thì khó đếm, nhưng án tử hình với bị cáo từng giữ chức vụ bộ trưởng thì quả thực xưa nay hiếm. Hôm ấy, tay chấp lại chức bục khai báo, ông Nguyễn Bắc Son bày tỏ bản thân bị cáo đã nhận rõ sai phạm của người đứng đầu và thấy đây là bài học vô cùng đắt giá trong cuộc đời. Hơn 45 năm chiến đấu, công tác của tôi đã bị trả giá đắt, thậm chí phải trả bằng cả sinh mạng như bản luận tội của Viện Kiểm sát. Ông ăn năn và thừa nhận những tham vọng của bản thân đã gây bức xúc. Với ông Trương Minh Tuấn, người kế nhiệm ông Nguyễn Bắc Son ở vị trí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhưng thật trớ trêu, hôm nay cả hai cùng ra tòa và lần lượt nói lời sau cùng. Ông bày tỏ, sau nhiều năm công tác, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải có ngày, có kết cay đắng như hôm nay. Phải đứng trước tòa nói lời sau cùng với bản án sắp tới. Ông thừa nhận sai phạm và tôi thấy rằng trách nhiệm sai phạm của mình thật là rất lớn. Vụ án để lại vết sẹo cho mình, trong tâm hồn tôi cho đến hết cuộc đời. Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2021, Hà Nội cuối năm phố xá chìm trong giá lạnh. Phiên xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ án can thiệp giúp công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hóa, dữ liệu kết thúc phần tranh luận. Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Đoạn ông trầm giọng, tôi ý thức rõ mình với cương vị chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin phải chịu trách nhiệm những tồn tại cụ thể là những sai phạm trong vụ án này.
Tôi rất mong muốn hội đồng xét xử sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại tòa để xem xét, đánh giá khách quan toàn diện cho chúng tôi được hưởng chính sách nhân văn khoan hồng của pháp luật. Rồi ông kể về bệnh tình của mình, cho biết đã hai lần đi mổ ung thư vào năm 2015 và năm 2016. Suốt những năm qua và hiện nay, ông vẫn đang duy trì việc chữa bệnh. Cùng với tình trạng bệnh, ông cũng bày tỏ cho tôi có thêm cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già đã trên 90 tuổi. Lại nhớ phiên tòa cũng ngày giáp Tết cách đây 4 năm. Đinh La Thăng, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí PVN và 21 bị cáo bước sang ngày làm việc thứ 10. Nói lời sau cùng, ông Thăng kể về cuộc đời từ thời trai trẻ cách đây 35 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông cùng bạn gái, giờ là vợ, lên nhận công tác tại trường xây dựng Sông Đà. Sau 33 năm, trải qua nhiều cương vị công tác, ông cho biết luôn nỗ lực cố gắng cùng tập thể phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Bị cáo không bao giờ nghĩ mình đứng trước phiên tòa để nói lời cuối cùng ngày hôm nay. Đây thực sự là điều đau xót và bất hạnh đối với bị cáo và gia đình. Ông nghẹn ngào và kể rằng, mỗi khi Tết đến, vợ con khi nào cũng hỏi anh đi công trường nào, mà không bao giờ hỏi Tết này anh có ở nhà không. Ông chia sẻ, bị cáo còn nợ nhân dân quá nhiều với những ước mơ và khát vọng chưa thực hiện kịp. Những ước mơ công việc mà bị cáo muốn làm đã khép lại. Sau khi vào tù, bị cáo mới cảm nhận được rõ hơn sự lớn lao của tự do. Tôi nhớ, hồi mới lên làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Đinh La Thăng có tổ chức buổi giao lưu trực tuyến. Trong cuộc giao lưu ấy, một độc giả hỏi rằng, tôi chỉ là người nông dân chân chất, quanh năm bám ruộng nương, vườn bãi với ao rau muống, chẳng có dịp diện kiến bộ trưởng. Nhưng mai này rời chức vụ, ông liệu cũng chỉ có mong muốn như tôi cùng chiếc cần câu với đôi ba câu thơ thế sự hay không? Chia sẻ tình cảm với người nông dân, ông Thăng bày tỏ, mai này về với vườn quê, chẳng phải ông này bà kia cả. Chẳng phải ông này bà kia gì cả, tôi cũng như điệu, tôi cũng như ông, đều mong muốn có sức khỏe, thành thơi cùng con cháu, mộc mạc cùng chè xanh rau muống chiếc cần câu. Những lời giao lưu hôm ấy, hẳn ông Đinh La Thăng cũng chỉ đối đáp ngẫu hứng thôi, chứ đâu đã nghĩ xa đến một mai, một quốc, một cần câu. Ấy vậy, nhưng điều ngỡ chỉ đối đáp ngẫu hứng ấy lại đến sớm hơn nhiều và theo cách hẳn ngày đó, ông không hề nghĩ. Giờ tổng 4 bản án là 30 năm tù, cái ngày vui thú thảnh thơi với ao rau muống, cần câu cá tưởng rất đời thường mà lại hóa xa xôi. Giờ viết lại câu chuyện ấy dẫu đã lùi xa hơn 10 năm trước, tôi nghĩ rằng chẳng phải ngụ ngôn hay chuyện cổ nào nhìn đời, chính con người thực, việc thực của hôm nay có ý nghĩa lay thức lòng người hơn thiết thảy, lay thức mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ và hành động của người ở chốn nhất thời trong mối quan hệ với dân vạn đại. Mong trở về với mẹ già, trở về với chốn quê bình yên như thuở thiếu thời. Khi phải nói đến bệnh tật, nói đến tình cảnh của bố mẹ già, con thơ, nói đến neo đậu bến quê, ấy là lúc con người ta đã trở về với bản ngã của mình. Lúc trên cao danh vọng, hẳn cái bóng của quyền lực và bổng lộc khiến nhiều quan chức đánh mất chính mình. Dễ dẫn đến sự lạm dụng, khẳng định quyền uy mà coi nhẹ những điều tưởng như thân thiết giản dị nhất. Gia đình, mẹ già, vợ và con thơ lúc này đây, lúc xa cơ lạc bước thì chính đó là chốn con người ta cần quay về và tìm đến như một lẽ tự nhiên. Như lúc còn thơ, đói lòng ngả vào vòng tay của mẹ. Bởi thế lời sau cùng của cá nhân, của từng bị cáo ở công trường, mà cũng chính là lời để lại cho muôn người, muôn chốn quan trường, rằng vật chất chỉ là phù du, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, rằng đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận. Vì sao công chức viên chức Đà Nẵng xin nghỉ việc nhiều? Kính thưa quý vị, trả lời câu hỏi của các đại biểu, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay, tính từ tháng 1 năm 2021 đến nay, số lượng công chức viên chức trên địa bàn xin nghỉ việc nhiều. Ông Đồng thông tin, tình trạng công chức viên chức nghỉ việc không phải đến bây giờ mới xảy ra, mà năm nào cũng có. Xảy ra cả trong hệ thống chính trị khối đảng, đoàn thể và nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số lượng xin nghỉ việc nhiều hơn. Riêng ngành y tế thời gian qua có 322 người nghỉ việc, trong đó có cả số hợp đồng. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công chức có 22 người nghỉ việc. Nguyên nhân thứ hai là do áp lực công việc, cường lực lao động lớn. Thời gian qua, thành phố thực hiện tinh giản biên chế nên người làm giảm xuống trong khi công việc tăng thêm, gây áp lực công việc ngày càng lớn hơn. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, công chức viên chức, đặc biệt là lĩnh vực y tế, không có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động để làm việc. Một nguyên nhân dẫn đến công chức viên chức nghỉ việc được Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đề cập là lo sợ rủi ro trong thực thi công vụ. Ông Đồng cho biết, thời gian qua có vấn đề nội dung văn bản không rõ ràng mà ngay cả trong Ban Cán sự, Ủy ban Nhân dân, thành phố, sở, ban ngành trao đổi đi trao đổi lại cả buổi mà không ra. Làm thì phải có sai, nhưng khi thanh tra, kiểm toán vào thì dứt khoát bắt những lỗi đó và phải xử lý. Có người bị xử lý hình sự, ít thì xử lý hành chính.
cho nên công chức nhiều người nói xin ra ngoài làm để cảm thấy an toàn hơn. Ngoài ra, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng nêu nguyên nhân do cách điều hành của Thủ tướng các đơn vị chưa được tạo môi trường, động lực để anh em làm việc, gây áp lực công việc, khiến anh em rất căng thẳng nên họ xin ra ngoài. Nói về giải pháp, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay có những nội dung có thể đề xuất giải pháp nhưng có những nội dung thành phố cũng không thể giải quyết được mà phải tầm trung ương. Ông Đồng cho biết, liên quan đến chế độ tiền lương phải tầm trung ương mới giải quyết được, bản thân thành phố không thể ban hành chế độ tiền lương riêng được. Muốn thu hút, muốn chế độ tiền lương riêng cũng không được mà phải theo quy định của nhà nước. Để nâng cao thu nhập, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thành phố Đà Nẵng cũng đã có đề án nâng cao thu nhập cho công chức viên chức làm song hành với Nghị quyết 119. Nội dung này đã được trình ra, tuy nhiên thời điểm thành phố còn ra mấy tháng nữa là triển khai Nghị quyết 27. Tuy nhiên, thời điểm thành phố trình ra còn mấy tháng nữa là triển khai Nghị quyết 27 do các cơ quan trung ương không cho thành phố triển khai đề án này. Ông Đồng cho biết, mong muốn làm sao nâng cao thu nhập cho công chức viên chức nhưng chúng ta chưa làm được. Đối với cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh tiết kiệm chi để nâng cao thu nhập cho công chức viên chức. Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị nên có sự quan tâm khuyến khích động viên, tạo môi trường làm việc tốt, bố trí công việc phù hợp để công chức viên chức yên tâm công tác. Ông Đồng nêu giải pháp trước mắt, nhiều người làm đơn xin nghỉ việc rồi nhưng khi có sự trao đổi và chia sẻ thì đã rút đơn lại. Anh em làm việc vất vả rồi thì phải có sự động viên để anh em yên tâm làm việc tốt hơn trong thời gian tới. Cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 nói lời sám hối, xin được khoan hồng. Kính thưa quý vị, sau phần luận tội của đại diện viện kiểm sát, trong phiên tòa buổi chiều ngày 14 tháng 7, bị cáo Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, tiếp tục trình bày với hội đồng xét xử về việc quen bị cáo Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, nhưng khẳng định chưa bao giờ bàn bạc chia nhau tiền trong các phi vụ buôn lậu của ông Hữu. Bị cáo Minh thừa nhận, mỗi lần ông ta vào thành phố Hồ Chí Minh, ông Hữu thường cho 150 đến 200 triệu. Tôi mong tòa xem xét, tôi không có tài liệu gì chứng minh. Hữu đưa cũng chỉ bảo em cho anh mấy đồng tiêu, còn bản chất thì tôi thừa nhận là nhận tiền của Hữu, nhưng giữa chúng tôi không có thỏa thuận gì. Liên quan tới mối quan hệ giữa ông Minh và ông trùm Phan Thanh Hữu, cáo trạng thể hiện năm 2019. Phan Thanh Hữu biết Lê Văn Minh là tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, nên Hữu liên hệ nhờ Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng và được Minh đồng ý. Mỗi khi nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, Hữu đều gọi điện nhắn tin báo cho Minh biết để được bảo kê, không bị kiểm soát bắt giữ. Ngoài ra, khi trả lời xét hỏi tại tòa, khi ông Lê Văn Minh nói thói quen ông Hữu là một thời gian dài nhưng không biết Hữu là người buôn lậu xăng dầu, đại diện viện kiểm sát thanh tra xét hỏi đã truy vấn ông Minh về việc tại sao các bút lục bị cáo có khai nhắn cho anh Hữu về tọa độ neo tàu. Trước đó, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện viện kiểm sát quân sự đề nghị tòa tuyên ông Lê Văn Minh mức án 15 đến 17 năm tù, mức án 15 đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo viện kiểm sát, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh thừa nhận cáo buộc nhận tiền từ Phan Thanh Hữu thông qua vợ ông Minh và con gái, tổng số tiền 6,9 tỷ đồng. Tại tòa, ông Hữu thay đổi lời khai rằng việc chuyển tiền cho vợ và con gái của tư lệnh vùng Lê Văn Minh là để nhờ họ đi công chức. Tuy nhiên, viện kiểm sát nhận định Phan Thanh Hữu là người có vi phạm pháp luật, mình là người có chức vụ quyền hạn, do đó khoản tiền mà Hữu đưa cho ông Minh đều là tiền đưa hối lộ.